Ngày 17 tháng 12, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC đã cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành biến thể phổ biến nhất tại Mỹ trong vài tuần tới. Theo giám đốc CDC, dù biến thể Delta vẫn lan rộng tại Mỹ, song Omicron sẽ gia tăng nhanh chóng và trở thành biến thể phổ biến nhất trong những tuần tới. Hiện có ít nhất 39 bang của Mỹ ghi nhận ca mắc biến thể Omicron, kể cả ở những người đã tiêm đủ hoặc tiêm mũi tăng cường, nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ. Điều này buộc Mỹ phải triển khai chiến lược chống dịch đa tầng như quy định đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, tăng cường tiêm chủng trong nước và đẩy mạnh tài trợ vaccine trên thế giới. Không chỉ Mỹ, nhiều nước đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế phòng dịch. Từ ngày 20 tháng 12 tới, Thụy Sĩ chính thức áp dụng quy định bắt buộc người dân xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng hoặc đã khỏi bệnh tại các địa điểm công cộng. Tại Bỉ, Hội đồng Y tế cấp cao nước này đã đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi song khuyến nghị chủ yếu tiêm cho trẻ em mắc bệnh nền hoặc tiếp xúc gần với những người có nguy cơ. Trong khi đó, Đức đã thông qua đề xuất cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa để tránh nguy cơ tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện vốn đã quá tải do bệnh nhân Covid-19.